Xin chào tất cả anh em nhé. Chia sẻ cho anh em là bộ đội xếp hàng tập trung đi ăn cơm rất là nghiêm túc. Đấy, bữa cơm đầu tiên của tân binh. Nùi à? Đi ăn cơm có vẻ phấn khởi hơn là đi huấn luyện đúng không? À, đúng rồi. Đúng không? Tập luyện cả ngày anh em mệt mỏi rồi. Chào anh em cái nào. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người. Giờ đây dẫn cơm mình mọi người ạ. Tập luyện cả một ngày rồi. Bây giờ mệt. Mệt à? Nói không lên câu à? Em ăn được mấy bát? Dạ. Em thường em chỉ ăn được 2 đến 3 bát anh ạ. Dạ. Dạ vâng. Ít thế. Nói khan cả tiếng. Mấy hôm nữa phải ăn 5 đến 7 bát đấy. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Em đang bao nhiêu cân? Em bây giờ em đang 51 cân ạ. 1 cân à? Vâng. Thế chỉ 1 tháng nữa là lên 60 cân đấy. Em mong muốn như thế. Ok, đấy anh em tập trung lên cơm đấy, hàng thẳng tắp. Tân binh ngày đầu tiên. Hàng lối rất là đẹp. Đấy, anh em bắt đầu tập trung lên cơm. Ok. Chia sẻ cho anh em ơi. Anh em nhà ăn ngay đây. Tập trung đi vào ngay nhà ăn luôn. Rất là hàng lối và nghiêm túc. Ok. Vào. Anh tiểu trưởng, trung trưởng là sẽ điều chỉnh từng mâm vào một. Mâm là 6 đồng chí nha. Ok. Cháu vào. Sáu đồng chí một mâm. Anh em sới cơm đi. Sới cơm ăn cơm đi em. Đây chia sẻ anh em suất ăn đầu tiên của tân binh. Ok. Đấy đồng chí này phấn khởi nhất đây. Ăn 5 bát em nhá. Ăn 2 thôi. Ăn 2 thôi á. Em cơm nhá. Đấy. Đồng chí này chưa cắt tóc à? Dạ chưa. Chưa kịp cắt tóc à? Dạ, dạ. Chiều mới cắt à? Chúc các em ăn ngon miệng nhá. Anh em ăn rất là phấn khởi. Chào anh em bên này nhá. Ừ, em ăn cơm đi. Ừ. Ok. Rồi. Phát biểu cảm nghĩ em bữa cơm này thế nào em? Nói chung là đầy đủ dinh dưỡng, có rau, có thịt, có cá, có đậu. Quên chưa, không có cá, có đậu, có thịt này. Cố gắng ăn khoảng 3 bát em nhá, 3-4 bát vào. Ăn lấy sức để chiều luyện tập. Đấy, đồng chí này mái tóc rất là đẹp này. Chưa có thời gian cắt tóc hả em? Chưa đến lượt à? Ok. Xin chào. Chào anh em cái nào. Đang phòng mồm không chào được. Đói à? Ai à, ăn cay đấy em. Ok. Chúc anh em ăn ngon miệng nhá. Chào anh em. Mời anh em ăn cơm mới. Ok. Chúc anh em ăn ngon miệng nhá.
anh em cơm nhá. Anh em cơm nhá. Ok.